Xin chào tất cả quý hàng. Hiện tại Trọng Thư đang có mặt tại khu đô thị và công nghiệp BKMX Trân Thành, Bình Phước. Được BKMX quy hoạch 50% công nghiệp và 50% đô thị. Và giá đất hiện tại khu công nghiệp và đô thị BKMX Trân Thành, Bình Phước chỉ dao động từ 9 triệu đến 10 triệu trên 1 mét vuông tùy theo vị trí. Và ngay trục đường của Trọng Thư đang đứng đây, Trọng Thư còn 4 lô liền kề với diện tích mỗi lô là 5/25 thổ cư 100% và giá hiện tại là 10 triệu trên 1 mét vuông. Ưu điểm của cái vị trí mà Trọng Thư đang quay đây thì đường đã lên nhựa, cây xanh đã trồng và đang ủi vỉa hè để làm vỉa hè và cho làm cống nước sạch. Chúng ta có thể thấy chiếc xe ủi đang múc cống để làm dẫn nước sạch vào từng nhà nha cả nhà. Điện đã được giăng khắp dự án và chúng ta có thể xây ở kinh doanh được ngay tại khu vực này. Ưu điểm nữa là ngay đây là chợ N3B. Chợ đã đưa vào hoạt động được 2 năm nay và hiện tại đã mật độ giao dịch tại chợ này rất là sầm uất. Mua bán và giao dịch tại chợ này cũng là một chợ chính tại khu công nghiệp luôn. Và cái dãy nhà ở trước mặt này là những dãy nhà đang cho thuê thương mại và ký ốt để buôn bán những quán nhậu, những mặt hàng như là sửa chữa di động, điện thoại hoặc là những quán cơm nhỏ, quán ốc thì đang ở dọc trục đường này. Trục này cũng là trục chính N3B để dẫn vào khu công nghiệp. Và trước mặt chúng ta là bệnh viện Hạnh Mỹ đã đi vào hoạt động ngày 1 tháng 6 năm 2021. Thì từ bệnh viện Hạnh Mỹ chúng ta di chuyển 100m nữa thôi là chúng ta đã tới quốc lộ 14 rồi. Và ngay đó cũng là cổng chính của khu công nghiệp BKMX Trân Thành. Sau lưng camera của Trọng Thư là khu công nghiệp 311 ha đã đi vào hoạt động từ 2018 với hiện độ mật độ phủ kín lên tới 70%. Và vị trí đất nằm ngay chiếc dù màu đỏ nha cả nhà. Nằm ngay cái dù màu đỏ. Vị trí đất nằm ngay dù màu đỏ đây. Hướng rất là đẹp nha. Và đường thì đường nhựa, lòng đường 8m, vỉa hè mỗi bên 4m. Trước đối diện là dãy trọ, 6 dãy trọ đang xây dựng và sẽ cho đi vào hoạt động, cho đi vào thu nhập cho chủ trọ. Một tháng nữa thôi là chúng ta đã vào hoạt động rồi, hiện tại đã chuẩn bị lợp tôn rồi nha cả nhà. Với một vị trí nằm ngay lõi trung tâm, chúng ta có thể cho thuê, xây dựng, kinh doanh, buôn bán được ngay. Mà giá hiện tại chỉ 10 triệu trên mét vuông. Thì đây là cơ hội để chúng ta đầu tư đất nền tại trung tâm thị xã Trân Thành. Và đây Trọng Thư xin chia sẻ là cách trung tâm hành chính huyện Trân Thành chỉ 1,5 km và đây là đất ở đô thị. Và tất cả các thị xã trên cả nước hiện tại không có giá nào 10 triệu nữa nha cả nhà. Toàn là 15, 20 triệu, có những vị trí lên đến 25 triệu ngay lõi trung tâm. Mà hiện tại thị xã Trân Thành bắt đầu bước vào thị xã, đây là giá sơ khai để chúng ta đầu tư. Chúng ta còn nhiều cơ hội để tăng giá trong thời gian tới. Chúc quý hàng đầu tư thành công tại BKMX Trân Thành và nhớ đăng ký kênh của Trọng Thư, lưu lại những video của Trọng Thư để chia sẻ cho người thân bạn bè chúng ta nắm bắt cơ hội đầu tư tại Trân Thành, Bình Phước nha. Trọng Thư hẹn gặp lại những video tiếp theo.